cây sen thì nó có vai trò và vị trí cả về tâm linh và văn hóa của người Việt. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi là tạo nên những sản phẩm gắn liền với những thân phận bộ phận của cây sen. Nhang sen nó có cái mùi hương đặc biệt, cũng như cái hoa sen vậy, nó có cái mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ như vậy, nó không đầm như cái nhang quế, nó không có cái mùi đặc sắc như nhang trầm, nhưng nhang sen nó có cái mùi thoang thoảng, tạo chúng ta cảm giác nó lâng lâng nhẹ nhẹ. Vào mùa hè ở Huế thì chúng ta tìm những cái vừa sen, nó có cái mùi thơm, nó đầm, chọn những cái sen nó đạt cái chất liệu đó thì đem về. Sau đó lừa những hoa sen, những cái lá sen đem phơi. Đặc biệt sen này thì mình phải phơi trong cái điều kiện là vừa có nắng vừa có gió để cho cái sen nó giữ được cái màu sắc của cái nhụy và cái bông sen nó được giòn để khi mình làm nhang ra nó có được cái màu sắc của cái bông sen và nó có được giữ lại cái mùi thơm của hoa sen. Nhang sen thì ngoài những cái thân phận của cây sen như là nhụy sen, hoa sen, lá sen thì có một cái thân phận cũng hoàn toàn từ tự nhiên, đó là cái bột keo bơi lơi. Thì chúng tôi là hòa hai cái này làm một để nó có cái độ kết dính, sau đó là hòa với nước để đạp nhang sen để tạo nên cây nhang sen. Công đoạn mà cực kỳ quan trọng trong làm nhang sen nữa đó là cái công đoạn là phơi nhang. Mình phơi nhang là trong điều kiện là nắng ráo bình thường thôi, nắng quá lớn á nó làm cong vèo cây nhang, làm nứt cây nhang, nhưng mà chúng ta phải phơi trong cái điều kiện nắng ráo vừa phải, nó làm cho cây nhang nó thẳng, nó không bị nứt và nó giữ được cái mùi hương của cây nhang sen. Cái sản phẩm truyền thống thì đa số là nó gắn liền với cái việc là lao động thủ công nhiều, cho nên là đòi hỏi người nghệ nhân mà trực tiếp làm ra sản phẩm đó là họ phải yêu nghề, như từ cái việc là chọn nguyên liệu cho nên là tạo nên những cái bức tranh, những cái cây nhang thì họ phải làm, họ phải bỏ cái hồn vào trong đó, lúc đó họ mới làm ra những cái sản phẩm nó đạt cái yêu cầu về từ thẩm mỹ cho đến là chất lượng khi sản phẩm là hoàn thiện. Khi mà mình làm nên những cái sản phẩm liên quan đến sen á thì cái phần lá sen là chúng tôi thấy là nó có cái mùi hương, chúng tôi muốn giữ lại nó thì chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra cách để mình làm sao cái lá sen đó nó không bị vỡ mà mình lưu giữ những cái bức tranh, những cái giá trị lên trên cái lá sen đó. Chính điều đó là thôi chúng tôi là làm đến những cái hộp quà, những cái nắp hộp quà mà từ cái lá sen, và trên cái lá sen đó mình lại vẽ những cái bức tranh nó mang đậm cái tính dân tộc truyền thống, như là bức tranh dân gian Đông Hồ, rồi là những bức tranh dân gian Lăng Sinh, rồi những bức tranh về sen, những bức tranh có giá trị nghệ thuật cao trên cái nền lá sen. Sau khi mà tôi tìm hiểu về một cái quá trình nhé để tạo ra một cái sản phẩm nó ấn tượng như vậy á, hoàn toàn là làm bằng thủ công và từ các cái nghệ nhân. Cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm này thì cảm giác là rất là gần gũi với môi trường. Cái sản phẩm chúng tôi làm từ lá sen á có phần nào đó nó tạo nên những cái sản phẩm mới, vừa thân thiện với môi trường, vừa gìn giữ những cái nét truyền thống của dân tộc, từ đó là nó đem những cái sắc màu là đẹp cho cuộc sống.